chào các bạn, một mở đầu khá ấn tượng phải không nào? Các bạn đã đoán ra chủ đề ngày hôm nay là gì chưa? Alright, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một số từ vựng về celebrities. Bắt đầu bài học ngày hôm nay chúng ta đến với một tính từ khá hay để mô tả về những cô gái này. Đó là glamorous. Tính từ này để chỉ những người nổi tiếng trong các hoạt động diễn xuất hoặc là ca nhạc có ngoại hình luôn ở trạng thái xuất thần khi xuất hiện trước công chúng. For example, It can be said that the most glamorous girls in the K-pop music industry are gathered by Blackpink. tiếp theo, cô có một danh từ để nói về một điều mà người nổi tiếng nào cũng cần có và cần nâng cao mỗi ngày. đó là prestige. For example, Taylor Swift's prestige has been significantly boosted after receiving the title of doctor from Harvard University. một cách diễn đạt khá hay khác khi một cái gì đó ở vị trí ưu tiên hoặc quan trọng on the top of the list. Pink Venom, a recent phenomenon, has risen to the top of the daily trending list within only a few hours. Khi chúng ta nhắc đến một nghệ sĩ đa năng, đa tài, các bạn nghĩ đến từ gì nhỉ? Cô có một tính từ chắc hẳn các bạn chưa biết đến, đó là versatile. For example, Dua Lipa is a versatile celebrity who inspires many young people on social networks with her outstanding songs and other products. Nếu một nghệ sĩ nào đó vút sáng thành ngôi sao trong một thời gian khá là nhanh hoặc ở độ tuổi khá sớm như là Daniel Radcliffe, Harry Potter, chúng ta dùng cụm từ sau: rise to stardom. For example, Daniel rose to stardom at the young age of 12 by portraying the character of Harry Potter from the book of the same name ngoài những tính từ và cụm từ tích cực phía trên thì trong phần sau của video chúng ta sẽ tìm hiểu một số những cụm từ mang nghĩa ngược lại về những khó khăn hoặc là vấn đề người nổi tiếng thường hay gặp phải những người thường khoe của cải quá mức để thu hút sự chú ý của mọi người thì chúng ta sẽ dùng từ sau đó là ostentatious for example audiences show their offensive reaction towards the ostentatious lifestyle of many artists on social media hoặc những người quá tự tin về ngoại hình hoặc thành tích của mình hay nói cách khác là kiêu ngạo hay tự phụ chúng ta có thể dùng vanity for example she desires to own a luxury bag only for the reason of vanity một vấn đề mà nhiều nghệ sĩ thường gặp phải trong một buổi biểu diễn đó là sự quá khích của người hâm mộ chúng ta có thể dùng adulation for example she was mocked during a fan meeting last month and couldn't handle the adulation of the audience Ngoài những scandal ồn ào, thị phi, những lời bàn tán của công chúng vừa có mặt tốt lại vừa vô tình đẩy người ta vào thế xấu trong trường hợp cụ thể sẽ được gọi là two edged sword. For example, some points in this article can be a two edged sword. Cụm từ cuối cùng trong bài ngày hôm nay đó là victim of their own success, nạn nhân của sự thành công của chính mình hay chúng ta còn gọi là những người hay ngủ quên trên chiến thắng. Politeness Tenacity and consistencies in achievement will prevent anyone from becoming a victim of their own success. Chúng ta đã có một bài học khá thú vị để miêu tả về những người nổi tiếng, chủ đề rất thường gặp trong IELTS speaking. Nếu các bạn thấy phần bài học ngày hôm nay hữu ích trong việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS thì đừng quên like, share và subscribe và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Cô là Linh đến từ hệ thống luyện thi IELTS Langgo và cô hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn trong các video tiếp theo goodbye see you soon